Ngày 20 tháng 1, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công một băng nhóm nghiện ma túy chuyên trộm cắp tài sản, thực hiện ít nhất 20 vụ trộm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó từ đầu tháng 12 năm 2022, các khu nhà trọ, nhà dân của công nhân, người dân ở các quận Bình Thạnh, quận 5, quận 8, quận 7, huyện Bình Chánh xảy ra nhiều vụ kẻ gian đột nhập lấy nhiều tài sản, chủ yếu là xe máy. Công an xác định được các đối tượng thực hiện vụ trộm rất chuyên nghiệp và lợi dụng đêm khuya rạng sáng để gây án. Nhóm này gồm Tạ Thanh Quang, sinh năm 1987, ngụ tỉnh Long An, là người cầm đầu, Trần Trọng Hiền, sinh năm 1993, ngụ quận Tư, và Nguyễn Đỗ Ngọc Thanh, sinh năm 2002, ngụ tỉnh Ninh Thuận. Chiều ngày 12 tháng 1 năm 2023, trinh sát phát hiện nhóm đang ở trong một khách sạn tại huyện Bình Chánh nên ập vào bắt giữ. Cả ba khai do thiếu tiền tiêu xài và sử dụng ma túy nên lập nhóm để đi trộm cắp. Nhóm hướng tới các khu nhà trọ, nhà dân sơ hở để gây án. Tài sản trộm được, nhóm bán lấy tiền mua ma túy sử dụng và thuê khách sạn lưu trú rồi lại đi trộm. Qua trích lục hồ sơ, Quang có 4 tiền án về tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản. Hiện có 3 tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản sử dụng trái phép chất ma túy và Thanh có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.